câu chuyện về không khí ô nhiễm thế hệ lắng được ít ngày thì câu chuyện về nước sạch đã nhanh nhẹn bùng lên khiến người dân Hà Nội bị quay chóng cả mặt. Mới tuần trước thôi, trên mạng còn xuất hiện nhăn nhãn các bài chia sẻ về những loại khẩu trang sang trọng xịn tránh bụi, thì nay những bình nước sạch quý như vàng đã chiếm sóng toàn bộ. Trên mạng làng mạc hội hiện giờ, câu chuyện nước sạch ở Hà Nội là chủ đề khiến người ta đặc biệt đông đảo hơn cả. Ở dưới sân các khu dân cư, hàng trăm người cứ nối đuôi nhau xếp hàng chờ lấy nước sạch bất kể thời gian, dù có là đêm muộn. Khi lấy được nước sạch về dùng rồi thì các thành viên trong nhà lại bảo ban nhau để dành triệt để, thế nên thế hệ có những câu chuyện dở khóc dở cười, con tắm, bố mẹ dùng nước của con tắm lại, rồi lại dùng chính nước đó để rửa tạm chén bát, hay mỗi lần đi vệ sinh lại phải dùng nước đóng chai để xả, rồi thậm chí có lúc còn phải nhịn vệ sinh vì thiếu nước. Hình ảnh người dân Hà Nội xếp hàng lấy nước sạch bất kể thời gian. Những hình ảnh này ở Hà Nội được chia sẻ liên tục trên mạng làng mạc hội. Những dòng nước quý như vàng. Người người mang xô chậu, các loại vật dụng để có thể lấy nước. Mọi vật dụng trong nhà có thể đựng nước đều được trưng dụng cả. Mòn mỏi chờ lấy nước sạch. Lấy được chút nào hay chút ấy. Thiếu nước sạch, nhiều gia đình phải dùng nước đóng chai để tắm vội, giải quyết các nhu cầu cá nhân. Ảnh chụp màn hình. Thiếu nước sạch, nhiều gia đình đã phải dùng tới phương án mua, trữ nước đóng chai. Chẳng thế mà vật phẩm này liên tục bán cháy hàng ở nhiều siêu thị, các điểm bán buôn bán lẻ. Người dân đổ xô đi mua các loại nước khoáng đóng chai để sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Các chai nước khoáng lập cập được bán sạch trong các kệ hàng ở siêu thị.